Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Lâm Đồng cần phát triển công nghệ dệt may lụa tơ tằm. Lâm Đồng sau 2 tuần cách ly xã hội để chống dịch. Khởi tố đối tượng tung tin giả về dịch bệnh COVID-19. Giảm thuế tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để nâng cao giá trị mặt hàng tiềm năng dệt may lụa tơ tằm, song song với việc phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, Lâm Đồng cần có giải pháp đầu tư phát triển nghề dệt may từ lụa tơ tằm. Hiện nay Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu cả nước về nghề trồng dâu nuôi tằm với 500 hectare dâu, chiếm khoảng 70% diện tích dâu cả nước. Sản lượng kén đạt gần 11.000 tấn một năm. Sản lượng sợi tơ các loại đạt khoảng 1.500 tấn. Dồi dào về nguyên liệu, nhưng công nghệ dệt may ở Lâm Đồng lại chưa phát triển. Hàng năm toàn tỉnh chỉ sản xuất được hơn 5.000 mét tơ lụa tằm. Ngành công nghiệp may từ lụa tơ tằm mới được đầu tư quy mô còn nhỏ, máy móc chưa đồng bộ và chỉ đạt năng lực may khoảng 200.000 sản phẩm một năm. Để nâng cao giá trị mặt hàng tiềm năng này, song song với việc phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, Lâm Đồng cần có giải pháp đầu tư phát triển nghề dệt may từ lụa tơ tằm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết hiện Lâm Đồng có 2 đơn vị đang hoàn thành hồ sơ để được công nhận 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, hiện công ty cổ phần Dược Lâm Đồng đang hoàn thiện hồ sơ trên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá phân hạng 2 sản phẩm Lado Artiso trà nhất hiệp nguyên hương và Lado Artiso cao ống đạt tiêu chuẩn OCOP cấp quốc gia năm 2020. Trước đó, hai sản phẩm này đã được hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Lâm Đồng đánh giá đạt lần lượt là 91 điểm và 93 điểm. Thông qua các tiêu chí như chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm, khả năng tiếp thị. Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện đã có 45 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn cấp 3 và 4 sao như trà ô long Long Đỉnh, gạo nếp quýt Đà Tẻ, tơ tằm của công ty trách nhiệm hữu hạn tơ lụa Minh Quân, cây cảnh nội thất Quốc Việt. Với người Lâm Đồng tuy còn khó khăn nhưng tinh thần đồng tâm hiệp lực đã được vung bồi mạnh mẽ để chung sức đồng lòng cùng với cả nước chiến thắng dịch bệnh. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chi cục Hải quan Đà Lạt cho biết trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong kê khai thủ tục hải quan, ngoài việc miễn giảm 5 nhóm mặt hàng liên quan đến các trang thiết bị phục vụ công tác chống dịch, đơn vị còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khác cho hoạt động xuất nhập khẩu. Trong quý 1 năm 2020, có trên 130 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Đà Lạt, tăng 1 doanh nghiệp. Riêng tờ khai đạt trên 2.400 bộ, tăng gần 20 tờ khai. Mặc dù số doanh nghiệp và số tờ khai tăng, tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 140 triệu đô la, giảm trên 44 triệu đô la so với cùng kỳ. Cũng theo Chi cục Hải quan Đà Lạt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong kê khai thủ tục hải quan, ngoài việc miễn giảm 5 nhóm mặt hàng liên quan đến các trang thiết bị phục vụ công tác chống dịch, đơn vị còn đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa thủ tục hải quan, duy trì vận hành hệ thống thông quan điện tử 24/24 nhằm bảo đảm các thủ tục được thực hiện một cách nhanh chóng, góp phần giúp các doanh nghiệp trên địa bàn thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hôm qua, ngày 10 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Đinh Vĩnh Sơn, sinh năm 1993, trú tại thôn 1, xã Đạp Loa, huyện Đà Oai, để điều tra về hành vi tung tin giả về dịch bệnh COVID-19. Trước đó, sáng ngày 1 tháng 4, tài khoản Facebook Hồ Hoàng Duy đăng tải trong nhóm việc làm thêm học sinh sinh viên Đà Lạt thông tin. Đà Lạt có 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1 ca đã tử vong vào lúc 4 giờ sáng nay, 2 ca còn lại đang được cách ly. Chính quyền đang lên danh sách những người tiếp xúc với 3 bệnh nhân đó. Dự tính số người tiếp xúc với bệnh nhân khoảng trên dưới 500 người. Bệnh nhân tử vong bên đường Đa Phú, 2 bệnh nhân còn lại ở chợ Đà Lạt. Xác định đây là thông tin giả gây hoang mang dư luận, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh và xác định người đăng tin giả là Đinh Vĩnh Sơn. Tại cơ quan công an, Sơn khai do có mâu thuẫn với nick Facebook Hồ Hoàng Duy về những bình luận trên mạng xã hội. Giữa tháng 3 năm 2020, Sơn lập một tài khoản Facebook lấy tên là Hồ Hoàng Duy, lấy hình ảnh Hồ Hoàng Duy thật đăng lên Facebook Hồ Hoàng Duy giả. Sáng ngày 1 tháng 4, Sơn dùng Facebook giả đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Lạt như đã kể trên. Thông tin đăng tải đã được khoảng 15 phút, có 72 lượt tương tác. Sau đó, Sơn khóa Facebook. Đến 12 giờ ngày 2 tháng 4, thì vào lại tài khoản giả để trả lời các bình luận, sau đó xóa tài khoản. Sơn khai mục đích của việc làm này là để cơ quan công an tìm đến và xử lý Hồ Hoàng Duy thật. Xác định đây là hành vi nguy hiểm, cần xử lý nghiêm để răn đe, nên vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận để xem xét xử lý hình sự. Đây được xem là vụ việc đầu tiên trong cả nước liên quan đến tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 được xử lý hình sự. Triển khai thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo giãn cách xã hội, các ngành, các cấp, các địa phương và người dân Lâm Đồng đã nghiêm túc triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần được khắc phục và xử lý trong thời gian tới. Một theo dòng thời sự tuần này sẽ phản ánh các vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cũng như nhiều người dân ở Đà Lạt, người phụ nữ này đã dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc nhà cửa, con cái sau gần 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội. Nếu có việc gì cần thiết thì mới đi ra ngoài đường, cũng là đi mua thực phẩm, nhu yếu phẩm thôi. Còn thời gian ở nhà thì đó cũng là cái thời gian rảnh rỗi để chăm sóc gia đình. Sự thay đổi và đồng thuận rõ ràng nhất từ khi chỉ thị 16 có hiệu lực thi hành, đó là đường phố vắng vẻ hơn, người dân hạn chế đi lại. Các cửa hàng không thiết yếu đều đã đóng cửa. Người dân tuân thủ yêu cầu chỉ ra ngoài trong những trường hợp cần thiết và chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Phải chấp hành những cái gì mà Thủ tướng Chính phủ đưa ra, là đi ra đường mang khẩu trang, đi ra đường những khi cần thiết mình đi thôi. Trong gần 2 tuần thực thi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các giải pháp cụ thể theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, đồng thời khuyến khích tổ chức cá nhân sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích trong nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà bằng các ứng dụng trực tuyến. Tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ, đường hàng không, thực hiện khai báo y tế, kiểm soát các yếu tố dịch tễ, chuẩn bị cơ sở vật chất, cơ sở cách ly khi cần thiết. Ngoài ra, các siêu thị, doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động hàng hóa, điều tiết trong hệ thống nguồn hàng hóa, đảm bảo đủ cung ứng kịp thời cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Chúng tôi buôn bán ở đây là không có lên giá, coi như là bình giá luôn. Mà từ hồi chính phủ ra cách ly đến giờ là rất là tốt. Thành ra tất cả đều quy động là đeo khẩu trang đàng hoàng. Tổng cái hàng nhu yếu phẩm của hiện tại cái kho tại Đà Lạt á, thì stock sẽ trên 45 ngày để phục vụ cho khách hàng trong vòng 14 ngày cách ly. Nên là khách hàng yên tâm sẽ mua hàng của siêu thị sẽ không bị hụt hàng. Chúng tôi thành lập 4 tổ công tác, mỗi tổ công tác là do đồng chí phó chủ tịch và hai đồng chí phó chủ tịch và các đồng chí trong thường trực ủy ban là phụ trách tổ trưởng. Mỗi tổ là 6 người là tuần tra kiểm soát cũng như là tuyên truyền vận động cái tinh thần chấp hành của các bà con trên địa bàn chấp hành rất tốt. Và vấn đề thứ hai là với bằng các cái biện pháp nghiệp vụ như vậy thì đến thời điểm này thì ở trên địa bàn phường chúng tôi không có cái ca dịch bệnh nào cũng như là phải cách ly tại nhà. Thực hiện cái nhiệm vụ về cải cách hành chính á, thì chúng tôi cũng tăng cường cái lực lượng để mà tiếp nhận xử lý các cái yêu cầu của tổ chức và cá nhân ở tại văn phòng một cửa. Đặc biệt là chúng tôi có đẩy mạnh cái việc là giải quyết công việc qua cái hệ thống trực tuyến thì cấp độ 3, cấp độ 4, đặc biệt là cấp độ giấy phép lái xe. Trong thời gian này thì chúng tôi tạm ngừng các cái hoạt động về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe mới. Cho đến khi có cái chỉ đạo mới của ban chỉ đạo của tỉnh. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn thực hiện cái cấp đổi giấy phép lái xe và đặc biệt là yêu cầu là cấp đổi qua mạng cũng như là theo cái hệ thống bưu điện mà chúng ta đang hoạt động rất có hiệu quả. Thì nhìn chung cơ bản là đảm bảo được cái nhu cầu người dân
trong thời điểm hiện tại. Để chiến thắng dịch bệnh, mỗi người bằng trách nhiệm, khả năng của mình đã có những đóng góp vô cùng ý nghĩa và trân trọng. Trong đó, hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân đã đóng góp trên 1,9 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các cá nhân đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai nhiều chương trình từ thiện đối với các nhóm đối tượng có thu nhập giảm sâu trong mùa dịch này. Tôi thấy là thôi thì mình không quá nhiều. Đó, thì bây giờ mình gọi là một chút để chúng nhà nước đã nhất chung tay cùng chống dịch COVID cho nó qua cái đợt này đi. Nếu chúng ta tập trung phòng chống dịch tốt, chính là chúng ta đảm bảo cái sự ổn định phát triển kinh tế trong những thời gian tiếp theo. Đặc biệt cái giai đoạn cao điểm hiện nay là từ nay tới ngày 15 tháng 4, hết sức nghiêm túc và chấp hành tốt cái chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ. Và cũng thông qua đây, mong rằng toàn thể người dân Lâm Đồng, trong và ngoài tỉnh, các cán bộ công chức, quân đội, kể cả các cộng đồng doanh nghiệp cùng hỗ trợ để tham gia vào cái quỹ ủng hộ để cái thực hiện tốt cái cuộc vận động trong cái phòng chống COVID-19. Trong giai đoạn hiện nay. Trong khi cả hệ thống chính trị, địa phương và người dân tích cực chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thì vẫn còn đó một bộ phận người dân thiếu ý thức trách nhiệm. Riêng tại thành phố Đà Lạt, ngành chức năng đã kiểm tra và xử lý 41 trường hợp vi phạm đón khách chưa khai báo lưu trú, 53 cơ sở kinh doanh có người tập trung không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét, hơn 300 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 36 trường hợp thông tin trên mạng xã hội sai sự thật. Ngoài ra, các hành vi đua xe, mua bán trái phép chất ma túy, phá rừng trái phép, trộm cắp, đi tập thể dục, khu vực công cộng, bất chấp những nguy cơ lây lan dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch. Cái dịch nó lan tràn như vậy thì cũng có cái lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Thì tôi cũng như mọi người dân cũng phải chấp hành. Nhưng mà đây về cái thói quen là tôi đi tập thể dục hàng ngày. Nhưng mà bây giờ nếu như vậy thì tôi cũng cố gắng khắc phục và tập thể dục ở nhà để khỏi có cái sự lây lan và lệnh của Thủ tướng đưa ra. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Do vậy, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, mỗi người dân Lâm Đồng cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, trang bị cho bản thân và gia đình những kiến thức cơ bản về phòng chống dịch COVID-19 theo các khuyến cáo của Bộ Y tế. Có chế độ sinh hoạt lành mạnh giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, hạn chế tụ tập nơi đông người. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng sẽ có những hướng hỗ trợ, tái cơ cấu, khôi phục kinh tế, sản xuất sau dịch, như hỗ trợ nguồn ngân sách, giảm thuế, phí, cho vay tín dụng giá ưu đãi, hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, người dân Lâm Đồng nói chung và người dân nói riêng gặp khó khăn bị giảm sâu thu nhập do dịch COVID-19. Kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đã ban hành và có giải pháp bình ổn giá các mặt hàng sau dịch. Khôi phục kích cầu ngành du lịch sau dịch với những giải pháp cụ thể nhất như các chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút lượng khách trở lại du lịch tại Đà Lạt Lâm Đồng. Chỉ còn 3 đến 4 ngày nữa là sẽ hết thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Hiện chính phủ đang xem xét việc có nên tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 30 tháng 4 hay không, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh. Trong thời gian này, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị 16, chính phủ đang xem xét các nhóm giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Tuy dịch bệnh chưa biết ngày nào sẽ hết, nhưng với người dân Lâm Đồng, tuy còn khó khăn, nhưng tinh thần, đồng tâm, hiệp lực ngày càng được vun bồi mạnh mẽ để cùng chung sức, đồng lòng, cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh để giảm bớt những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh lan rộng. Dù dịch COVID-19 khiến ngành gỗ và gỗ xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng, song 3 tháng đầu năm nay, ngành hàng thế mạnh này của nước ta vẫn có mức tăng trưởng cao, thu về 2,62 tỷ đô la. Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Ngoài xuất khẩu gạo, gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng có mức tăng trưởng cao trong mùa dịch COVID-19 này. Cụ thể, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 3 tháng đầu năm 2020 đạt 2,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2019. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, chiếm 82,5% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết, diễn biến của dịch COVID-19 sẽ tác động trực tiếp tới kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang gặp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu. Các đơn hàng xuất khẩu bị đối tác yêu cầu hoãn hoặc hủy vì dịch COVID-19. Nhằm kiểm soát giá bán thịt lợn đảm bảo hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối và người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh các hệ thống chính trị đang tập trung các nguồn lực phòng chống đại dịch COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở các cấp khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá bán thịt lợn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chú trọng tổ chức rà soát, kiểm soát giá bán lợn thịt và thịt lợn, bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối và người tiêu dùng. Đề nghị các trang trại và hộ chăn nuôi lợn tại các địa phương cùng với 15 doanh nghiệp đồng loạt giảm giá xuống mức 70.000 đồng 1 kg lợn hơi, tiến tới giảm xuống 65.000 đồng 1 kg đến 60.000 đồng 1 kg lợn hơi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức rà soát các địa phương đã hết bệnh dịch tả lợn châu Phi để tổ chức công bố hết dịch theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tái đàn, tăng đàn, đồng thời tuyên truyền để người tiêu dùng tăng cường sử dụng các thực phẩm thay thế như thịt gia súc khác, thịt gia cầm, trứng và thủy hải sản. Nhằm làm giảm bớt những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh lan rộng, Chính phủ đã quyết định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất. Cụ thể, gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020. Thời hạn gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế. Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong một số ngành kinh tế. Thời gian được gia hạn trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 5 tháng kể từ ngày phải nộp tiền thuê đất của kỳ 1 theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Tài chính sẽ có 98% số doanh nghiệp thuộc diện giãn thuế và tiền thuê đất. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành hàng nông sản chỉ đạo triển khai một số giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc, nhất là mặt hàng hoa quả, lên khu vực tỉnh Lạng Sơn. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, một số địa phương phía Trung Quốc đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh và ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào nội địa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành hàng nông lâm thủy sản rà soát, thông báo tới các doanh nghiệp trước mắt tạm dừng đưa hàng nông sản, nhất là mặt hàng hoa quả lên khu vực Lạng Sơn, đồng thời thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, hiện trên địa bàn các xã Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, bệnh chết nhanh chết chậm tiếp tục phát sinh và gây hại hàng trăm hecta tiêu. Hai năm qua, do ảnh hưởng nắng hạn kéo dài, cây tiêu bị bệnh ít trái, rụng hạt. Thêm vào đó, giá tiêu hạt trên thị trường xuống thấp nên thu hoạch không đủ chi phí nhân công. Người trồng tiêu không đầu tư chăm sóc dẫn đến tiêu mất sức, phát sinh nhiều sâu bệnh hại. Thống kê hiện nay, diện tích tiêu bị bệnh chết trên địa bàn huyện Tây Hòa đã lên đến hơn 290 hecta. Diện tích tiêu còn lại chỉ khoảng 230 hecta. Thời gian qua, ngành chức năng Phú Yên cũng đã triển khai hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm hạn chế dịch bệnh tiếp tục lây lan trên cây tiêu. Đồng thời tổ chức khảo nghiệm, chọn lọc giống tiêu mới cho năng suất cao và kháng một số bệnh nguy hiểm để nông dân đưa vào tái sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.